Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá trong thời đại siêu nồng á. Hôm qua thì mình đã gần như là phá đảo ở bên thế giới kiến Unstable rồi, mang về được cây kiếm rất là xịn sò ha. Bích, ô gì? Royal Golden Sword. Và với cây kiếm này thì gần như là mình có thể one shot được những cái con quái mà yếu yếu rồi. Nhưng mà những cái con trâu trâu như con bò kẹp ở bên ngoài thì một xíu mình ra mình chiến đấu thì mới biết được. Và hiện tại cái set đồ của Vision hôm qua mình chế tạo nó hư khá là nhiều nè. Mình sẽ sửa chữa nó lại ha, để cho nó full độ bền, lúc đó mình treo lên thì nó cũng sẽ an toàn hơn. À không, mình sẽ cất đi, cất qua đây, cất qua đây. Đó. Và đi ra ngoài mình sẽ tiêu diệt cái con bò kẹp đó, coi coi mình sẽ đánh nó trong bao lâu nha. Cái con này thì nó 350 máu nhưng mà nó sẽ có một lớp giáp ảo nha. Mình sẽ đánh nó không được đúng 750 đam giống như cây kiếm đâu. Đó, đánh nó một lần được 150, cỡ 150 máu á. Và 3 hit là mình sẽ kết thúc được nó. Giờ thì mấy con bò kẹp chỉ là những thứ mà cản đường mình thôi. Với thanh kiếm này thì mình có thể cân được khá khá con boss rồi đó. Nhưng mà có một vấn đề là set đồ nữ hoàng vẫn chưa được cường hóa. Đó là một điều rất là đáng tiếc luôn. Thế nên bây giờ thì mình sẽ về nhà để cường hóa set đồ của nữ hoàng lại một cái, cho nó có bảo vệ nè, chậm hỏng để dùng cho nó lâu hơn á. Quá là hợp lý luôn. Rồi giờ thì cường hóa thôi. Chỗ cường hóa thì lúc trước là cái chuồng bò nè. Bây giờ mấy con bò chiếm chỗ rồi, mình phải dời lên trên thì mới có chỗ cường hóa được. Đó, mình sẽ cường hóa set đồ lên ha. Đầu tiên là cho bảo vệ cấp độ cao nhất, chạm hỏng cấp độ cao nhất luôn, respiration cho luôn, enchant. Nãy giờ nhiều kinh nghiệm mà, cứ thoải mái thôi, ép vô, cứ thế mà ép thôi ha. Ép vô. Rồi tới cái quần nè, cái quần thì chỉ chạm hỏng dưới ấy thôi, bảo vệ thôi, đừng ép gai, tại vì mình sợ nó hư mau hư lắm. Mình đã có gơi chậm rồi nên mình sẽ không ép dòng Fear the Falling ha. Rồi mình sẽ ép chậm hỏng nè. Đó, xong. Và cây kiếm, đặc biệt là cây kiếm nè. Mình sẽ ép cho cây kiếm này cái dòng nhạc, tại vì trong ngày hôm nay mình đang rất là cần cái dòng nhạc này luôn. Đó, dòng nhạc nè. Đẩy lùi hả ta? Sắc bén, ok. Dòng nhạc với sắc bén đi. Enchant. Đó, rồi giờ thì cây kiếm này nó đã tăng lên được 6,25 đam. Tổng cộng là 756,25 đam ha. Quá là nhiều luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đi xuống địa ngục. Và trước khi đi xuống thì nhìn trên cái bức tường kìa, mình đã có hai cái Wither Skeleton Skull rồi. Mình sẽ cần thêm một cái nữa để triệu hồi ra con boss Wither ha. Hôm nay thì mục tiêu của mình là sẽ one shot con boss Wither đó. Nhưng mà để mình đi đi qua địa ngục cái đã. Phải qua mình bệnh thì mới one shot được, ủa mới farm được cái đầu con Wither. Đi thôi nào, let's go, let's go. Đầu tiên thì mình sẽ đi tới tòa thành địa ngục trước ha. Để coi coi hôm nay có mấy anh xương đen đẹp trai không ta. Mấy xương đen đẹp trai đâu rồi? Đây đây đây, đây rồi, đây rồi. Úi, cái này là Sniper Skeleton, tức là Skeleton bắn tỉa, nhưng mà sao nó là cầm kiếm ta, vô lý vậy. Chặt cái coi. Cởi cái bộ giáp này ra. Trời ơi, xương, con xương mà lại ra lông nữa kìa. Ủa trên người ảnh có lông á ta. Để mình coi coi. Không còn anh xương đen nào đây à. Bài đi tiếp. Đây 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 đây, có thêm có thêm. Đây có thêm một anh nè. Mình sẽ farm coi coi có rơi ra không. Rơi ra đi. Ôi no, rơi ra than không à. Trời ơi. Mình cần xương đen chứ không cần than. Làm ơn. Tôi cần xương đen. Ủa vậy tôi cần đầu xương đen chứ không cần xương đen. Cũng như là than thì cũng không cần đâu. No. Cái này là mình phải nhẫn nại thì mới được ha. Bắt cô ba. Nhẫn nại mới được. Đây đây, xuống đây, xuống đây. Cục vàng xuống đây. Ui ui bắn. Láo tét. Láo tét hả, dám bắn mình. Kìa xuống đây mà nó đi bắn mình luôn. Ổn sượt thiệt. Và khi mặc set đồ thì mình sẽ miễn nhiễm với lửa ha. Nhưng mà đổi lại thì mình sẽ mất năng lực của cây kiếm nên mình... Ủa, hình như nó vẫn tính dòng nhạc đúng không? Ok, gì thì được. Mình sẽ không cởi chứ bộ giáp đó luôn. Cô kìa thấy không? Cầm kiếm 700 đam mà đánh một lần được có một máu à.
Phát quạo thiệt luôn á. Nè có cần khác gì mình đi massage cho nó đâu. Trời đất ơi, nó cho mình thuốc kháng lửa hả? Không cần đâu, mình mặc bộ giáp của Vision là mình kháng được lửa rồi, cần gì mà uống cái thuốc đó. Rồi coi coi còn con nào không. Cái tòa thành này bé quá, chắc mình sẽ bỏ đi, mình đi tìm tòa thành bự hơn á. Chứ tòa thành gì đâu mà bé xíu 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 à. Ui ui, bên đây có công trình nè, không biết mình khám phá chưa ta. Quen quen vậy, nhìn quen quen. Ồ, công trình này chưa khám phá. Ngon. Được được được, để ý trên nóc nó sẽ có những cái rương á. Mà nãy có cái rương hả ta? Ok. Ít rương vậy. Sao có cái rương vậy? Ui ui, nhưng mà trong đây nhiều quái quá. Chắc mình phải đổi giáp mình vô đây mình chiến đấu thôi. Rồi. Zu zu zu. Mình sẽ vô đây để mình lấy ít đồ trước đã. Cây cúp mình cất vô ba lô rồi, để mình mở ba lô mình lấy cây cúp ra. Đó. Vô. Vô đây mấy con này. Mấy con này là một đập là chết nha. Có rương không? Mấy con này là mấy tên bảo vệ nè. Ủa nó bảo vệ gì không hả? Không có rương hả? À đây đây đây, rương đây. Trời đất ơi, cái rương nó cùi bắp nha. Cái rương gì cùi bắp vậy? Không có đồ xịn à. Trời ơi, cái này toàn là đồ cùi bắp không. Không được rồi. Ây da, ây da, bay lên bay lên. Công trình này là công trình dởm rồi nè. Ui giời, thôi té 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 té, không ở đây nữa, gặp ngay công trình dởm rồi. Giờ phải gán tìm một cái tòa thành sớm sớm mới được, tìm một cái tòa thành mới luôn đi ha. Cái gì? What the hell? Cái gì? Wither mà có trong tự nhiên luôn á. What the heck? Thiệt luôn. Ui da. Ai, ai du. Bây giờ mình phải thao tác nhanh nha. Mình sẽ đứng xuống đây. Mình cởi cái bộ giáp xuyên thùng ra, mình đổi cái nổ mũ này vào để mình chặt cho nó đau ha. Một chặt quyết định. Một chặt quyết định. Yeah. Ủa? What the? Vô lý thế. Sao lại có chuyện mà Wither mà lại spawn trong tự nhiên trời. Ôi dạ, trời 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 trời. Lạ thiệt nha. Thôi kệ đi, có rồi còn mình mừng lên, nhưng mà mình thấy hơi lạ thiệt. Hú hồn con trộm thiệt. Đâu vậy? Thôi có được cái sao này đời thì chắc mình cũng không cần phải săn xương đen nữa đâu. Tại vì mình săn xương đen chủ yếu. Ui gì sét đánh vậy? Con chót này nó đánh mình. Láo tét. Người giúp chịu hồi sét đánh hả? Mình săn xương đen chủ yếu là mình đánh boss Wither, mà qua đây gặp boss Wither thôi khỏi khỏi chịu hồi nó thêm á. Mình cứ tưởng là phải triệu hồi chứ ai dè. Trong thời đại sinh hồn thì boss Wither vẫn có thể spawn trong tự nhiên á. Bởi vì trong thời đại siêu anh hùng không gì là không thể mà. Quá là bất ngờ luôn. Và cái sao này đời này thì mình sẽ giữ lại, để sau này mình sẽ xây dựng một cái công trình siêu to khổng lồ với quy mô là cao chót vót trên trời luôn á. Không biết các bạn nào tò mò về cái công trình đó hay không. Và mình gợi ý nha, công trình này còn có thể di chuyển được luôn. Nghe có xịn không? Nhưng mà đợi mình thu thập đủ nguyên vật liệu đi, rồi mình sẽ xây dựng công trình đó cho các bạn xem và chiêm ngưỡng ha. Còn bây giờ thì mình vẫn tiếp tục cái hành trình làm ra những bộ giáp siêu anh hùng mỗi ngày thôi. Mỗi ngày một bộ giáp. Và siêu anh hùng hôm nay được mình lựa chọn. Để coi coi mình sẽ làm bộ giáp của siêu anh hùng nào đây nha. Hôm nay thì mình chế tạo những bộ giáp siêu anh hùng liên quan tới Red Gem khá là nhiều nè. Và mình nhớ có một siêu anh hùng này là nữ luôn. Vẫn sử dụng Red Gem để chế tạo. Và công thức của nó thì vẫn phải dùng khối vàng nè. Hình như đây đó chính là Wonder Woman. Đấy, đây là một siêu anh hùng nữ ha. Và mình phải cần Red Gem nè. Rồi logo của chị ta nè. White Fabric, Red Fabric, Blue Fabric. Thôi mình chuẩn bị đi chứ mình đọc một hồi mình cũng quên nè. Rồi đầu tiên thì mình sẽ làm logo ha. Logo của chị Wonder Woman là mình cần có 6 1 2 3 5. 5, mình cần 5 khối vàng. Đấy,
đặt theo công thức hình chữ U ha, là ra được logo của chị Wonder Woman. Rồi sau đó thì mình sẽ chuẩn bị một cái red jam, nguyên vật liệu rất quan trọng nè. Rồi tới những cái mình nhớ là có white fabric, red fabric, blue fabric có không ta? White, red, blue có luôn. Rồi với da trắng, da đỏ. Da trắng, da đỏ. Ok, da trắng, da đỏ nhớ nha. Da trắng để mình lấy da trước. Da. Da trắng là da với xương. Màu nhiều vậy ta? Mình xin con số cụ thể coi. Ủa có 2 à? 2 da trắng, 2 da đỏ ha. Rồi 4 cái titanium màu trắng. 2 da trắng. Ồ ồ ồ, từ 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 từ. Rồi tới 2 da đỏ. Da đỏ là cần màu đỏ. Rồi, và cuối cùng là hai cái titan. Ủa 2 4 ta. Mình không nhớ nữa, nhưng mà làm 4 cho lên cho nó ok luôn đi. 4 cái titanium màu trắng. Đấy. Rồi nó cần phải có vàng nữa, gold ingot hay sao á. Xong. Ở đây coi coi, còn thiếu cái gì? Yeah, đủ rồi. Lần này thì mình có vẻ tiến bộ trong việc chế tạo ha, nó khá là nhanh gọn luôn. Và bây giờ thì mình chỉ cần chế tạo ra bộ giáp của chị ta thôi. Mình có mặc gì không? Không, trên người mình không mặc giáp gì hết. Và chuẩn bị Wonder Woman. Bam. Mình đã chế tạo thành công bộ giáp rồi. Và trên tay mình có cái vòng tay kìa. Đặc biệt hơn là ui, mình tóc dài rồi. Tóc mình dài chứ kìa. Con này láo. Con này láo. Mình mới chế tạo bộ giáp của chị Wonder Woman mà bộ giáp nó quýnh mình. Hư giáp người ta hết. Tóc dài đang đẹp nữa. Từ một thanh niên lực lưỡng chuyển sang bật bộ giáp thì xong, chuyển sang với tính nữ luôn. Tóc dài nè. Coi coi dòng ba dòng là căng đét luôn nha. Quá dữ, quá dữ. À, đặc biệt hơn thì năng lực của ui, cái bộ giáp này tự hồi phục độ bền được luôn. Hay ghê luôn á. Độ bền tự hồi phục nè. À, mình mới phát hiện ra một năng lực của bộ giáp này rồi. Đó chính là khả năng tự hồi phục. Giống như bộ giáp của Deadpool gì đó. Cũng có thể tự hồi phục độ bền á. À, hình như chị Wonder Woman, bộ giáp của Wonder Woman còn có thể bay được hay sao á. Đúng rồi. Bay tốc độ siêu nhanh luôn. Được, được, được. Ở dưới đang có một con zombie khổng lồ. Wonder Woman thì sẽ có một cái sợi dây ha. Mình sẽ lấy sợi dây ra cho các bạn xem. Hi. Đây, sợi dây mình đang cầm trên tay rồi nè. Quay ra như trong trống của trực thăng vậy á. Và cái này mình sẽ móc vô đầu con nhân bay này. Hi. Ui, hụt rồi. Đợi xíu, mình sẽ móc vô cái đầu nó. Táo tét. Móc vô cái đầu giống ấy. Rồi, dính rồi. Ui, ui, ui. Láo tét hả? Móc vô cái đầu zombie lại. Chú. Đó, ta sẽ dẫn người đi chơi nhé zombie. Let's go, đi lên zombie. Cho nó biết như nào là lợi hại. Rồi như trên, như này mà gớt xuống thì ý. Ê, nó gớt xuống ơi. Rồi no. Oh, no. Chết queo rồi. Trời đất ơi, mình dẫn có chút xíu mà nhỏ chị không nổi rồi. Mình móc vô mình dẫn lên trời chơi mà chị không nổi. Đây lại nè, hôm nay dẫn Sương đi chơi nha. Ok nhé Sương. Sương là nhất nha. Sương bắn đi nha. Úi giời. Té gãy chân rồi. Cái con Molenoi này nó chơi dơ quá. Đất đai mình dục tùm lum. Molenoi hả Molenoi. Bình thường đánh nhau rồi giết kẻ địch là bình thường. Bây giờ là cho cái địch gớt từ trên cao xuống mới là cách mới. 2021 là chơi cách này thôi. Ui, không nói. Nó còn ba mấy máu kìa. Lại chơi dơ tiếp hả? Cho người trả giá liền. Chơi dơ là sẽ trả giá. Chuẩn bị. Lần cuối gặp Molenoi là bây giờ. Ui trời, mà cách tiêu diệt kẻ địch này nó hơi tàn nhẫn một xíu. Đi ra chỗ khác. Mấy con này láo nháo là mình đục một phát là chết liền. Tại vì Wonder Woman có sức mạnh rất là đỉnh ha. Đó chỉ là mới một cái vũ khí thôi. Wonder Woman còn có một vũ khí nữa. Đó chính là kiếm. Ui da, trời. Mình đang review mà.
đợi xíu, để xíu mình lấy cây kiếm ra. Hey. Đó, có kiếm và cả khiên luôn nha. Bắn đi, bắn tới đi. Ui trời trời, tên nào khốn kiếp thiệt, bắn vô mông của mình coi. Thiệt tên luôn á. Đó, ui ui trời trời ơi, con zombie cầm cây cần câu kìa. Rồi, bây giờ mình sẽ biểu diễn kiếm thuật ha. Ui, kiếm thuật nè. Này thì ha. Ui nhưng mà kiếm của chị quên đồ của mình yếu vậy. Kiếm của chế này yếu quá à. Trời đất ơi, cái kiếm chặt lần có một máu nữa kìa. Chết luôn, ngồi đấm thường cái còn nhiều kia còn mạnh hơn á. Đây thử coi. Nè, đấm thường cũng 10 đam. Mình dùng kiếm thì cũng 10 đam. Lâu lâu thì 1 đam. Cái này là nó phụ thuộc vào nhân phẩm hả? Cái kiếm thì nhìn cũng có vẻ đẹp và mạnh á, nhưng mà có vẻ sát thương thì không cao lắm. Mình đánh một lần chỉ có được một xíu máu à. Đây nè, có. Ồ, cũng khỏe phết á. Ủa sao kỹ ta, lúc đam cao lúc đam thấp là sao? Mình sẽ biểu diễn kỹ năng á. Ở đây nó còn có một kỹ năng kết hợp với cây kiếm. Đó chính là kỹ năng này. Ủa dạ, mình chưa tấn công được, sao kỳ vậy? Sao không tấn công được? Đó. Mình chém kìa, con zombie nó bị xúc huyết liền. Rất là dữ ha. Rồi, và khi mình dùng cái sợi dây thì mình xoay nó có gây sát thương không? Không gây sát thương. Buồn vậy. Ui, và mỗi lần móc đúng là như nó gây được rất là nhiều máu hay sao á. À không, không gây được nhiều máu lắm đâu. Nhưng mà cái tầm thì rất là xa luôn á. Rất là thích hợp để mình kéo những cái địch mạnh lại gần mình. Sau đó mình sẽ kết liễu bằng cách là ha, cho gớt tự do hoặc là đấm vô mặt ha. Đấy là cách chiến đấu của bộ giáp siêu anh hùng Wonder Woman. Ê, đằng đây nè, lại có con zombie khổng lồ nè. À, chắc là con hồi nãy chứ gì. Đi lên bạn ơi. Hôm nay cho lên cao luôn bạn ơi. Bự con á. Bự con nè. Cho gớt xuống đồ cây luôn. Ui trời trời, cháu vậy. Con zombie bự này trâu lắm. Con này chắc cho gớt cả chục lần mới chết được nó. Cho nó lên cao xí. Phóng vô mặt đó. Rồi, đi lên cục vàng. Cái chiến đấu này tên ơi. Kiểu cho cái địch nào mà sợ độ cao là xác định luôn á. Rồi. Ui dồi ôi, gớt như vậy mà con này không xi nhê. Kiểu như nó bự quá nên nó gớt xuống rất là ít mất máu luôn. Mà sẽ dùng sức mạnh của Window của mình nè, tiền chiêu cuối luôn nè. Wow, tiền chiêu cuối mình làm một phát một. Có một cái vòng tròn xung quanh đó, nó tỏa ra xung quanh đó, các bạn có thấy không? Đó là chiêu cuối mà chết queo con zombie bự luôn. Gớt cao như vậy không sao, nhưng mà dùng tiền chiêu cuối là nó chết tươi liền. Quá là mạnh. Được tiền sử ha. Và ngoài ra thì Wonder Woman còn có thể chặn đòn đánh bằng cách không cần dùng khiên đâu, mình có thể dùng tay để chặn luôn nè. Đấy, giống như những siêu anh hùng khác cũng có thể chặn bằng tay ha. Và còn có thể hình như là cái này là gọi là lướt cũng có thể nè. Để mình tìm cái con nào ở dưới mặt đất mình test cho nó trực quan ha. Đây, xuất hiện đi. Mình sẽ lướt nè, coi nè, từ. Kỹ nhìn kỹ. Đó, Ủa sao mình lướt nó không gây được sát thương? Mình lướt nó không gây được sát thương hả? Buồn vậy. Đó nè. Ôi lướt không gây được sát thương rồi. Kiểu như một cái cách di chuyển thôi. Nó là một cái phong cách di chuyển thôi. Con manh tích thì chặt một lần được có 18, 17 máu à. Nhưng mà được cái mình đánh nhiều lần á thì nó sẽ cộng dồn sát thương lên rất là cao luôn. Cũng được á chứ. Ban đầu thì mình nghĩ vũ khí này không mạnh lắm đâu, nhưng mà về sau chiến đấu thì mình thấy nó cũng tạm á, không tới nỗi yếu ha. Mình đánh nhanh thì nó vẫn phát huy được sức mạnh mà. Quá là hợp lý luôn. Bộ giáp này có thể bay lượn thoải mái nên mình thấy rất là thích hợp để mình đi khám phá ở những cái thế giới mà cần di chuyển nhiều nơi ha. Cực kỳ hợp lý. Và chắc bây giờ thì mình sẽ tạm ngừng chiến đấu một lúc để cho bộ giáp nó hồi độ bền lại, thay vì là mình đi về nhà sửa ha. Thôi chắc gì nhà sửa luôn đi, mình chả gì ngoài tiền mà. Ôi giời ơi, trong đây mình farm quá nhiều, chả sao cả. Sửa có như ui có 200 mà. Quá trời luôn. Quá trời ghẻ ha. Rồi xong, mình sửa cho nó full đầu bền đi. Rồi chúng ta sẽ đi khám phá một tẹo. Hôm nay có bộ giáp mới, mình rất là nôn đi khám phá luôn. Hôm bữa mình nhớ có con kiến 7 màu nó mất tiêu rồi ta. Giờ không thấy nó nữa.
mình quên lấy cái tổ của nó mất. Mình muốn thử mặc cái bộ giáp này vô cái thế giới kiến đỏ. À không, kiến unstable, mình quẩy coi nổi hay không. Ôi nhưng mà không được. Đây là bộ giáp của siêu anh hùng nữ mà lỡ mà nó lấy cái quần đi là kỳ lắm luôn á. Không được. Không qua thế giới kiến đó đâu. Ui chết rồi chết. Bây giờ mình mặc bộ giáp siêu anh hùng nữ thì mình làm Wonder Woman thì mình phải tìm bạn trai chứ đúng không nhờ. Không ra mình toàn gặp mấy bạn gái không à. Trời ơi, bạn này cũng mặc quần ngắn giống mình nữa nè. Chết luôn, đụng hoàng luôn. Bây giờ mình phải đi tìm bạn trai thôi. Đợi mình xíu nha. Mình đi tìm bạn trai trong cái thế giới thời đại siêu anh hùng coi có hay không. Hình như là có đấy. Có bạn gái thì kiểu gì cũng có bạn trai thôi. Để mình đi tìm thử. Đi một hồi thì mình đi qua cái chỗ này thì mình nhớ lại còn những con Krake mình chưa có giết. Đây, nó đây, mới nhắc nó. Hôm nay tao nhịn ngươi lâu rồi nha. Trả thù cái đã, đợi mình xíu mình trả thù với có mấy con này. Nhịn ngươi đã lâu, hôm nay tao sẽ trả thù. Đợi một xíu mình sẽ thoát khỏi thân phận Wonder Woman ra. Ngươi lộng hành nắm rồi Krake. Đứng lại. À, nếu bay hả? Lại đây, baby. Lại đây. Mặc ổn vô. Vô đây. Ừ, gấp tao đi. Ui. Trời đất ơi, nó gấp mình lên có một khúc à. Đó. Nó sẽ dịch chuyển mình lên trên cao á. Mình phải tìm cách mình bay lên để mình chặt nó mới được. À đây, có con này nó đứng gần nè. Nó khôn quá, nó toàn đó bay thôi. Mình không mặc giáp siêu anh hùng thì mình không thể bay được. Nhưng mà mặc giáp siêu anh hùng bay rồi thì nó lại không có sức mạnh của cây kiếm. Sao khó khăn vậy nhờ. Ủa, có con này gần nè, mình phải đợi cho nó lại gần thì mình mới. Ủa, Ripper chết chóc. Nó lại dịch chuyển mình nữa cơ. Bây giờ để làm sao mình áp sát nó ta. Ví dụ mình mặc giáp của Wonder. Ủa, nó đâu. Mình mặc giáp Wonder Woman, mình có lôi nó xuống được không nhờ. Đâu rồi. Khó giết nó ghê luôn á. Cái con này. Ừ, ngon lại gần ta xí đi. Kìa, mình đang ghê chậm xuống. Khó chịu ghê. Ủa, ngồi xuống, ngon xuống đây. Trời ơi, con này nó chơi điếm thúi quá à. Không được rồi. Ta sẽ dùng sức mạnh của Wonder Woman để ta lôi ngồi xuống. Lôi ngồi xuống nè. Trời đất ơi, phóng gì mà hụt kìa. Móc vô cái cổ nó. Lại. Bay ngang nó nè. Trời đất ơi, phóng gì mà không chút. Hình như con này mình không thể nào dùng ấy được rồi. Mình đánh cận chiến thử coi. Đó, mình đánh bằng cái kiếm này một lần có mười mấy mắt à. Rồi biết chừng nào chết nó được. Rồi mình bay cao lên xíu nha. Rồi xong mình sẽ mặc bộ giáp của giáp ấy vô. Ui, gớt. Từ. Trời ơi, không kịp rồi. Khó thiệt luôn á. Phải chi cái này nó cho phép mình kết hợp thách sức mạnh thanh kiếm với sức mạnh của bộ giáp thì hay quá. Đằng này nó không cho phép mình làm điều đó. Cầm kiếm thì lại mất sức mạnh của bộ giáp, mà mặc giáp thì mất sức mạnh của thanh kiếm. Khó thiệt sự luôn. Không thể nào mà cân bằng giữa hai cái được. Vậy là mình không thể trả được mối thù với con Kraken này rồi. Cay thiệt sự. Bây giờ mình muốn biết là ở vòng vòng đây có công trình nào bị giấu dưới lòng đất hay không. Thì mình sẽ sử dụng bộ giáp của Vision đi ha. Mình sẽ sử dụng cái năng lực này để mình. Ui bài. Lộn năng lực. Đây, đúng rồi. Đây chính là năng lực đi xuyên lòng đất nè. Mình để mình kiểm tra coi có công trình nào gần đây không. Mình vô mình khám phá cái nhẹ coi. Hồi nãy giờ mình đi mình không có thấy công trình đó. Mình bay tiếp lên trên bằng bộ giáp của Wonder Woman thì mình không thấy công trình nữa. Nè, thấy chưa. Đâu có công trình liền. Ngon liền. Mình xuống đây xong cái video mình sẽ lấy đồ xâm chuồng. Trời đất ơi, năng lực này chính là năng lực dành riêng cho mình chứ gì nữa. Dạ.
Ui ui ui, đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi. Ui có cọng chỉ, cọng chỉ nhiễm phóng xạ. Đó. Đồ hôm nay thì nó cũng thuộc dạng là cùi mía không à. Ngon ngon ngon, có thêm cọng chỉ nhiễm phóng xạ rồi. Ồ táo vàng, ăn ăn đỡ đói. Như vậy thì công trình này nó cũng thuộc dạng là cùi bắp à. Mà nó còn lại có rất là nhiều quái nữa chứ. Thôi mình sẽ chuồn tiếp đây. Hi. Đi tiếp thôi. Có bộ giáp này thì mình có thể nói là loot đồ cực kỳ đỉnh luôn á. Lấy đồ mà không ai hay biết luôn. Được nha, chắc mình phải trở lại thế giới kiến đỏ trong thời gian sớm quá. Năng lực này là năng lực đi mình loot đồ nè. Quá dữ luôn. Rồi à, cái này là gì ta? À, cái này giống như một cái tòa tháp thôi, nhưng mà nó không có rương á. Là mình vô mình kiểm tra coi. Đấy đâu có cái rương nào không? Mà dưới này có công trình luôn. Ui cái gì nhiều gương vậy? Hình như đây là hệ thống nấu đồ hay sao á. Theo như kiến thức sinh tồn mà mình biết thì đây là hệ thống nấu đồ ha. Nè, mình sẽ cho than vô đây, nguyên vật liệu cần nấu vô đây, là nó sẽ tự đậu nung cho mình rồi nó sẽ nhét vô đây. Đó, lý thuyết là vậy đó. Rương này chứ gì? Chứa sắt thôi hả? Không tốt lắm. Dưới còn có thanh niên gì nữa cả. Zumbai. Thôi đi tiếp thôi, đi xuyên tường tiếp nè. Muốn bài đi khám phá thì mình sẽ mặc giáp của Wonder Woman. Còn muốn đi hách xuyên tường như vậy thì mình chỉ cần mặc giáp của Vision thôi. Chắc Vision là một trong những bộ giáp mà mình cần lúc nào cũng phải mang theo trong người mới được. Tại vì năng lực của nó rất là hữu dụng luôn á. Quá là đã luôn. Rồi, phía ngoài này thì đang có một cái con tàu. Con tàu cướp biển mà không thấy cướp biển gì trơn. À đây 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 đây. Nó không biết mình luôn nè. Mấy anh ơi. Ui thấy tôi không? Trời ơi tự nhiên đổi cái cục kính vô đầu chi vậy? Surprise. Ui da trời trời. Không dữ vậy. À nó bắn dây móc. Nó bắn dây móc vô người mình. Cướp biển chơi bắn dây móc. Trời đất ơi cướp biển cái này. Ui chết rồi mình lỡ giết cướp biển hồ nghèo rồi. Nghèo lắm luôn á, trên người, trên thuyền toàn là đồ ăn cùi bắp không à. Đồ còn không được, đồ kim cương, đồ sắt nữa. Ây da, thiện tai, có lỗi quá đi. Mình sẽ chuộc lỗi bằng cách là khám phá luôn cái thuyền này cho chẳng ha. Rồi, vô nào. Bật siêu năng lực vô để cho bọn nó không biết được. Đấy, con này nó định nhảy cầu rồi. Thôi đi, mình sẽ vô đây, mình sẽ lấy đồ của nó. Nó sao mà biết được. Úi. Úi, sao mình không ấy được. Ôi chết rồi. Mình không quý trạng thái này được. Cởi ra. À không, mình cởi ra đi. Vậy cho trai anh. Ui, cái này lại là cướp biển hộ nghèo tiếp rồi. Úi da. Mà cướp biển này láo quá. Bắt đầu chị đã vô chừng chị. Quăng cọng dây xích vô mặt. Láo nháo với chị đại. Láo nháo với chị đại nè. Hôm nay sẽ cho người biết tay. Ôi trời trời ơi. Cái tên kia sợ quá. Nhảy xuống nước trước luôn kìa. Mình chưa làm gì mà nó sợ rồi. Ui chết nhét. Sợ thì mình móc vô mặt. Móc vô cần khổ chứ sợ. Ừ đúng rồi ăn thịt. Ăn thịt đi thiếu quá. Ui thiếu quá không ăn thịt mình. Không ăn thịt nó mà ăn thịt mình. Láo tét. Thị quái láo lắm rồi đó. Cho định cho người sống mà người láo như vậy thì cho người trải nghiệm cảm giác như nào là rơi từ trên cao xuống nha cưng. Ý ôi. Chết không, nó gớt xuống nước nó không chết được. Ta sẽ phục vụ người mới được. Này hả, thị quái. Lần này thì xác định người sẽ gớt ha, một cái bẹp luôn cho xem. Ha ha ha. Coi nè. Thị quái với chúng tôi. Bẹp. Trời ơi. Thị quái mà còn chết tươi như vậy luôn. Quá là dữ. Rồi cất cái bộ phận này vô. Mình đang sưu tầm bộ phận để làm ra thanh kiếm Big Bertha ha. Cho đủ bộ sưu tập hai cái kiếm mạnh nhất trong thời đại siêu hùng á. Rồi giờ thì đi lòng vòng coi còn gặp cái công trình nào không. Có công trình dưới nước nữa cơ. Giống như cái tàn tích ha. Lưu lại. Tàn tích dưới nước. Để có gì mình trở lại mình kiểm tra đồ sau.
Giờ thì mình sẽ đi tiếp để khám phá thêm những vùng đất mới ha. Túm lại trong ngày hôm nay thì mình đã làm ra bộ giáp của một siêu anh hùng nữ đầu tiên trong cái bộ sưu tập những bộ giáp siêu anh hùng của mình. Hôm nay thì phía trên này toàn là bộ giáp siêu anh hùng nam không à. Trong tương lai thì mình sẽ cố gắng làm ra nhiều bộ giáp của siêu anh hùng nữ hơn ha. Và các bạn có thích bộ giáp siêu anh hùng Wonder Woman hay không, mà thích cái vũ khí nào? Một là cây kiếm với cái khiên này, hai là cái cọng dây cực kỳ xịn sò ha. Đây, có thể móc vô đầu những cái con quái vật và lôi lên để cho nó rơi từ trên cao xuống. Khá là bá đạo luôn. Mong rằng mình sẽ sử dụng set đồ này trong thời gian gần nhất để khám phá cái thế giới kiến Unstable ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.